Kính chào quý cô bác đang theo dõi kênh Sức khỏe mỗi ngày. Thưa quý cô bác, các loại thịt nói chung luôn là nguồn cung cấp dinh dưỡng không thể thiếu trong nhiều bữa ăn của gia đình Việt Nam. Không chỉ đa dạng về chủng loại mà mùi vị cũng rất đặc biệt thơm ngon, đồng thời còn mang tới nhiều giá trị trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể. Tuy nhiên, thị trường ngày càng phong phú, đứng trước rất nhiều các loại thịt khác nhau, đôi khi cô bác không thật sự nhận ra đâu mới là những loại thịt tốt nhất cho sức khỏe. Hiểu được điều đó, các chuyên gia sức khỏe kết hợp cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày xin gửi tới quý cô bác danh sách 5 loại thịt cực tốt cho sức khỏe, vừa ngon, vừa lạ miệng, cũng lại vừa gần gũi và thân quen. Vậy thì đó là 5 loại thịt nào, giá trị dinh dưỡng của 5 loại thịt này gồm những gì? Và vì sao chúng ta nên thường xuyên bổ sung 5 loại thịt này để tốt cho sức khỏe? Ngay sau đây, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ cùng cô bác tìm hiểu chi tiết nhé! Thịt là loại thực phẩm được ưa chuộng trong bữa ăn của mỗi gia đình. Tuy nhiên, để có thể lựa chọn được những loại thịt bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình thì không phải ai cũng biết. Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo những người trung niên và cao tuổi nên ăn nhạt và thường xuyên bổ sung các loại rau củ quả. Ăn nhiều thịt sẽ gây khó tiêu và đầy bụng. Một nghiên cứu mới đây của các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra bảng xếp hạng 5 loại thịt cực tốt cho sức khỏe mà ngay cả người trung niên và cao tuổi cũng được khuyên dùng. Thịt chim bồ câu. Thịt chim bồ câu đứng đầu bảng xếp hạng và được đánh giá là loại thịt rất bổ và tốt cho sức khỏe. Thịt chim bồ câu không chỉ thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng. So với thịt lợn thì giá trị dinh dưỡng của nó không hề thua kém, mà xét ở góc độ thành phần thì thịt chim bồ câu ít mỡ và lành hơn rất nhiều. Hàm lượng protein trong thịt chim bồ câu vượt xa thịt bò và một số loại thịt gia cầm khác. Đồng thời, hàm lượng chất béo trong thịt chim bồ câu chỉ 0,3%, ít hơn rất nhiều so với các loại thịt khác. Ngoài ra, loại thịt này còn chứa lượng lớn các vitamin A, B1, B2, vitamin E cùng nhiều nguyên tố vi lượng khác. Thịt chim bồ câu chứa nhiều chất dinh dưỡng rất thích hợp cho người trung niên và người cao tuổi, đặc biệt là cho những người có thể lực kém. Thường xuyên ăn thịt chim bồ câu có tác dụng bổ não, tăng cường trí nhớ và khả năng miễn dịch. Thịt bò. Không mấy ngạc nhiên khi thịt bò đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách những loại thịt tốt cho sức khỏe. Thịt bò nổi tiếng khi được gọi với cái tên vua của các loại thịt. Thịt bò là thịt gia súc được phân loại là thịt đỏ. Món ăn này có chứa hàm lượng sắt cao hơn thịt gà hoặc cá. Hàm lượng protein trong thịt bò lên tới 20%, là loại thực phẩm giàu chất đạm điển hình. Có một lý do quan trọng khác khiến thịt bò có thể lọt vào danh sách các loại thịt tốt cho sức khỏe là thành phần axit amin của protein trong thịt bò về cơ bản giống với thành phần cơ thể con người cần. Do vậy, dinh dưỡng trong thịt bò được cơ thể hấp thụ sẽ cao hơn so với các loại thịt khác. Chứa hàm lượng lớn protein nên thịt bò cũng là loại thực phẩm được phần lớn những người tập luyện tin dùng vì nó có vai trò quan trọng trong việc tăng cơ và duy trì cơ bắp. Ngoài ra, thịt bò chứa nhiều sắt và các loại vitamin khoáng chất khác nên nó cũng hỗ trợ tốt cho những người bị thiếu máu, suy nhược cơ thể, hệ miễn dịch yếu. Thịt cừu. Thịt cừu có thể là loại thực phẩm còn khá xa lạ đối với bữa cơm gia đình người Việt. Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn cản việc nó có tên trong bảng xếp hạng 5 loại thịt tốt nhất cho sức khỏe. Thịt cừu được đánh giá là khá mềm, hàm lượng mỡ thấp hơn thịt, lại có giá trị dinh dưỡng phong phú nên thường được khuyên dùng cho người trung niên và cao tuổi để nâng cao thể lực. So với thịt bò, thịt cừu mềm và dễ tiêu hóa hơn, và quan trọng hơn là khi sử dụng thịt cừu, chúng ta không dễ bị tăng cân. Chất béo không bão hòa có trong thịt cừu được cho là có tác dụng hữu ích đối với sức khỏe. So với các loại thịt gia súc khác như thịt bò và thịt dê, trong thịt cừu có chứa hàm lượng axit linoleic liên hợp cao nhất. Axit linoleic giúp giảm khối lượng chất béo có tác động xấu đến sự chuyển hóa trong cơ thể, từ đó tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch hiệu quả. Tiếp theo là tôm. Tôm là động vật giáp xác được ưa chuộng và phổ biến nhất trên thế giới. Không khó để giải thích lý do vì sao thì tôm là loại thịt được khuyến cáo có lợi cho sức khỏe của con người. Tôm là loại thực phẩm có chứa rất nhiều cholesterol và một số chất dinh dưỡng quan trọng có thể tăng cường sức khỏe như axit béo omega 3 và chất chống oxy hóa astaxanthin. Có rất nhiều ý kiến cho rằng vì hàm lượng cholesterol trong thịt tôm rất cao, 100g tôm chứa 189mg cholesterol, nên việc sử dụng tôm thường xuyên có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn không đúng. Vào năm 1996, một nhóm các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tôm làm tăng mức cholesterol xấu, nhưng mức cholesterol tốt cũng tăng theo. Họ cho rằng tôm có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch hơn là làm cho bệnh nặng hơn. Hay nói cách khác,
Tôm là thực phẩm lành mạnh và không làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Cá. Cá được xem là một loại thực phẩm cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào, đặc biệt là omega 3, một loại axit béo có lợi cho cơ thể. Cá cũng là một loại thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng cho người trung niên và người cao tuổi vì nó giúp làm giảm lượng cholesterol có trong máu. Omega 3 có trong thịt cá giúp hỗ trợ tối ưu hoạt động của não và các cơ quan khác trong cơ thể. Omega 3 còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và các bệnh liên quan đến lượng cholesterol cao trong máu. Bảng xếp hạng 5 loại thịt tốt nhất cho sức khỏe là một trong những nguồn hữu ích để cô bác có thể dựa vào đó và cân nhắc thực đơn trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Theo đó thì chúng ta có thể lựa chọn loại thực phẩm ưa thích, hợp túi tiền và quan trọng nhất đó là cải thiện được sức khỏe cho cả gia đình cô bác nhé. Thưa quý cô bác, vừa rồi là danh sách 5 loại thịt cực tốt cho sức khỏe. Có lẽ nhiều cô bác sẽ thắc mắc vì sao không có loại thịt phổ biến hàng đầu ở Việt Nam. Tuy vậy, thịt lợn vẫn luôn được ưa chuộng và có nhiều vấn đề sức khỏe xoay quanh. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến tranh cãi cho rằng việc trần thịt lợn qua nước nóng trước khi chế biến là tốt, giúp loại bỏ hết chất bẩn, thực ra lại là một hành động sai lầm tai hại, có thể gây hại cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Vậy thì việc trần thịt lợn bằng nước nóng trước khi nấu là đúng hay sai? Vì sao lại như vậy? Chi tiết về vấn đề này sẽ được khám phá ngay trong phần 2 của chương trình. Cô bác đừng rời màn hình mà hãy tiếp tục theo dõi chương trình để không bỏ lỡ thông tin về chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất nhé. Trước khi nấu ăn, nhiều người đem trần thịt lợn qua nước nóng để loại bỏ chất bẩn. Chuyên gia nói sai lầm tai hại. Trần thịt qua nước sôi là một thói quen rất phổ biến được các bà nội trợ Việt. Mỗi lần đi mua thịt về, nhiều người còn cẩn thận đun nước sôi, sau đó rót lên ngập tràn miếng thịt để loại bỏ chất bẩn, chất độc hại rồi mới tiến hành chế biến thịt lợn thành món này món kia. Trần thịt qua nước sôi trước khi chế biến, thói quen của nhiều người trong nhà bếp. Khi nước sôi được dội lên, nhiều người còn đợi chờ đến vài phút thì mới vớt thịt ra. Không ít người cho rằng thói quen này giúp loại bỏ chất độc hại, chất bẩn có trong miếng thịt. Theo nguyên lý đơn giản, dội nước sôi vào, chất bẩn, chất độc cũng bị trôi ra ngoài theo dòng nước nóng xối xả. Chưa kể, nước sôi ở nhiệt độ cao giúp giết chết vi khuẩn, virus. Vậy là yên tâm việc luộc thịt, rang thịt được ngon lành, đảm bảo sức khỏe. Không biết hiệu quả của việc làm này đến đâu, nhưng rất nhiều bà nội trợ hiện vẫn đang tâm đắc với cách này. Nhất là trong cuộc sống hiện đại, thịt lợn có nguy cơ nuôi tăng trọng, miếng thịt mua về không còn mùi thơm đặc trưng. Thậm chí có thể cô bác mua phải thịt lợn có mùi hôi rõ rệt. Lúc này giải pháp cứu cánh được cô bác một lần nữa truyền tay nhau vẫn là trần thịt qua nước sôi trước khi chế biến. Trần qua nước sôi cũng trở thành giải pháp khử khuẩn, khử mùi được nhiều người trong hội cô bác bếp núc truyền tay nhau. Hiệu quả của phương pháp này đến đâu, chúng ta hãy cùng nghe các chuyên gia chia sẻ nhé. Trần thịt qua nước sôi không có tác dụng loại bỏ chất bẩn, chất độc ra khỏi miếng thịt. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, trần thịt qua nước sôi là một trong những cách làm sạch thịt trước khi chế biến rất phổ biến, được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, cách này không có tác dụng loại bỏ chất độc, chất bẩn ra khỏi miếng thịt như chúng ta nghĩ. Thậm chí, hành động đun sôi nước rồi dội lên thịt còn khiến cho miếng thịt càng trở nên độc hơn. Theo chuyên gia, đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm bởi do đặc tính của thịt, miếng thịt đang ở trạng thái bình thường, gặp nhiệt độ cao sẽ khiến protein bề mặt miếng thịt đóng vón lại. Nghiễm nhiên, chất độc hại, chất bẩn ở bên trong thì không thể nào mà thoát ra ngoài được. Hay nói cách khác, trần thịt bằng cách cho miếng thịt vào nước đun sôi sẽ làm cho miếng thịt biến tính co lại. Lúc này thịt có nguy cơ ngấm thêm các chất bẩn chứ không hề đào thải ra bên ngoài như nhiều người đang nghĩ, thậm chí khiến cho miếng thịt trở nên độc hơn, chuyên gia khẳng định. Vậy làm thế nào để giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm chất bẩn, độc hại từ thịt trong chế biến, nấu nướng? Theo các chuyên gia sức khỏe, thay vì cho thịt vào nước sôi trần qua trước khi chế biến, thì cô bác nên rửa thịt nhiều lần bằng nước sạch sau khi mua ngoài chợ về. Trong quá trình rửa, có thể bóp qua với muối một vài lần hoặc có thể rửa bằng nước muối pha loãng và sau đó rửa lại bằng nước sạch. Để thịt thơm ngon tránh mùi hôi, cô bác nên cho thêm hành xà đập vào nồi thịt để thịt thơm ngon ngọt hơn. Đối với thịt luộc, cô bác có thể cho thịt vào nồi nước đang sôi để luộc chín thay vì cho miếng thịt vào nước lạnh ngay từ ban đầu. Cho thịt vào nước đang sôi để luộc thịt sẽ giúp cho miếng thịt khi ăn có cảm giác ngọt hơn, hương vị cũng thơm ngon hơn.
Giới chuyên gia cũng cho biết thêm, khi luộc thịt, nấu thịt, nếu có thấy hiện tượng nổi bọt, nổi váng, thì cô bác nên dùng thìa hớt bọt bỏ đi, giúp giảm tối đa chất bẩn, độc hại, thôi ra trong quá trình nấu nướng. Cách chọn thịt lợn ngon hạn chế tối đa nguy cơ thịt lợn bệnh, thịt lợn tăng trọng. Theo tư vấn từ chuyên gia đánh giá dinh dưỡng và các loại thực phẩm, thịt lợn ngon là thịt đang khỏe mạnh thì rất tươi màu sắc, miếng thịt hồng tự nhiên, phần mỡ trắng. Còn thịt con lợn bị bệnh sẽ có màu sắc bất thường. Đặc biệt với thịt lợn có dấu hiệu hỏng thì màu sắc thường nhợt nhạt, tím tái, thâm đen. Thịt lợn khi chết đã chết thường có mùi nên rất dễ nhận ra thịt lợn bệnh. Cụ thể, màu sắc. Thịt lợn sạch có màu hồng tươi, khi ấn tay vào miếng thịt sẽ thấy ấm và không gì nước. Thịt lợn đã tiêm thuốc để bơm nước thì thịt không còn màu hồng, màu nhạt hơn. Khi ấn tay vào miếng thịt thì cảm thấy lạnh và nước rỉ ra ngoài. Độ săn chắc. Thịt lợn tươi ngon hơn khi sờ vào thớ thịt có cảm giác đàn hồi, màng bên ngoài khô và dính. Trong khi đó thịt đã bị tiêm thuốc, miếng thịt thường nhão, không có sự đàn hồi. Khi chế biến. Thịt lợn ngon khi chế biến sẽ săn lại khi tẩm ướp gia vị khô ráo không ra nước. Thịt đã bị tiêm thuốc thì khi nấu miếng thịt quắt lại ra nhiều nước, ăn không ngon, mất đi hương vị đặc trưng và mau bị ôi thiêu. Xem lớp mỡ bên dưới da của miếng thịt, nếu lớp mỡ mỏng và lỏng lẻo thì nên tránh. Thông thường lợn siêu nạc được ăn hóa chất nên lớp mỡ mỏng hẳn đi, có khi dày chưa đến 1cm. Trong khi lớp mỡ của thịt lợn bình thường khoảng 1,5-2cm. Thịt lợn có chứa các độc chất ractopamine và selenopterol, thường có màu đỏ tươi khác thường, sáng và bóng. Thái miếng thịt ra từng đoạn dày bằng 2-3 ngón tay. Nếu thấy thịt mềm, không đứng thẳng được trên bàn, rất có thể là thịt đã bị nhiễm chất tăng trọng. Quan sát xem chỗ liên kết giữa phần nạc và mỡ, nếu thấy tách rời rõ rệt, đồng thời có nước dịch màu vàng rỉ ra thì chắc chắn đó là siêu thịt nạc. Ngoài ra, để tránh nguy cơ mua phải thịt lợn bẩn, người tiêu dùng cũng nên mua lợn ở những nơi uy tín, có đóng dấu kiểm dịch rõ ràng của cơ quan chức năng, tránh mua ở những hàng quán vỉa hè không rõ nguồn gốc và không đảm bảo an toàn. Để mua được thịt lợn tươi ngon, tốt nhất cô bác nên đi chợ vào buổi sáng vì buổi chiều thường có những loại thịt tồn tại trong ngày. Thưa quý cô bác, vừa rồi là những lưu ý khi chế biến một loại thịt vô cùng quen thuộc với chúng ta, đó chính là thịt lợn. Tuy thịt lợn không thuộc danh sách 5 loại thịt cực phẩm đối với sức khỏe ở phần đầu chương trình, thế nhưng nếu biết cách sơ chế và chế biến món thịt lợn như chương trình đã chia sẻ, cô bác cũng sẽ nhận ra thịt này đem đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Do vậy, cô bác đừng ngại ngần mà hãy áp dụng ngay những thông tin này vào cuộc sống và cảm nhận sự khác biệt ngay từ hôm nay nhé. Còn bây giờ, chương trình ngày hôm nay của Sống Khỏe Mỗi Ngày xin kết thúc. Cảm ơn quý cô bác đã chú ý theo dõi. Các cô bác cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích về chăm sóc sức khỏe hàng ngày nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong các chương trình tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày.